Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm video này hướng dẫn mọi người cách add mã giảm giá trên Shopee. Các bạn cứ thắc mắc là sao cái mã mình add không được, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn em ạ. Đầu tiên thì mình có một cái link sẵn rồi, cái này thì bạn cứ click ở trên 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 cái link mình gửi là có. Đây, thì là cái này là blog Intel này. Thì các bạn nếu mà mua thêm một vài sản phẩm khác thì bạn có thể ấn thêm một cửa hàng này. Đây, nó sẽ nhảy lên một này. Là có thể mua thêm một cái block này chẳng hạn. Đấy, cái này là tùy chọn này. Thì lập tức ở trên này nó sẽ nhảy lên hai, nó sẽ có các cái sản phẩm này cho các bạn chọn. Mình phải xóa đi làm lại từ đầu nhé. Với trường hợp mình chỉ cần mua sản phẩm này thì mình sẽ ấn mua ngay này. Đấy, thì nó sẽ lên nhà như này, nãy mình có thêm rồi thì một này. Thì cái mã Shopee ấy, cái này là Shopee voucher, thì cái này chỉ có thể tùy chọn được các cái mã của Shopee, ví dụ như là miễn phí vận chuyển hay là Fpay. Ở đây thì mình sẽ chọn cái mã là hình thức vận chuyển 20.000, tối đa 20.000. Đây đây nhé, từng cái mã mình gửi các bạn này. Thì nếu mà các bạn add vào đây thì sẽ không thể nào mà được. Đấy, nó sẽ báo như thế này. Thì bây giờ các bạn xử lý tiếp theo như sau, các bạn ấn mua hàng. Đó, thì ở đây thì cái địa chỉ các thứ thì các bạn chọn rồi. Đơn vị vận chuyển thì các bạn cũng có thể chọn được. Đấy, ví dụ ở đây thì mình chọn GNT cho nó rẻ này, 6.000. Tất cả các bạn toàn. Ở đâu nhỉ? Đây các bạn này. Các bạn sẽ ấn vào voucher của shop này. Có dòng voucher của shop các bạn sẽ ấn vào đây. Rồi các bạn nhập cái mã đấy ta, ăn xuân về áp dụng. Đấy, nó sẽ báo là áp dụng thành công. Sau đó các bạn cái này tùy chọn các bạn. Thì đây các bạn sẽ ra tổng tiền hàng 570.000 ở vận chuyển được miễn phí 20.000, nghĩa là các bạn không mất bất phí vận chuyển này. Voucher này, tức là tổng thanh toán các bạn chỉ là 470.000 thôi. Ok, các bạn bây giờ cần đặt hàng là sẽ được. Đó, cái này mình sẽ xác nhận là mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Ok, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.